Now we learn Unit 9, Effort at Cost. Lesson read. We listen to the tape. Case. Fainting. First aid. Leave the patient lying flat. Don't force him or her to sit or stand. Elevate the patient's feet or lower his or her head below the level of the heart. Don't let the victim get cold. Give the victim a cup of tea when he or she revives. Case. Shock. First aid. Don't overheat the victim with blankets or coats. Don't give the victim any food or drink. Don't give the victim drugs or alcohol. Case. Burns. First aid. Cool the burns immediately so as to minimize tissue damage. Put the affected part under a running cold tap, if possible. Ease pain with ice or cold water packs. Cover the burned area with a thick, sterile dressing. Now, we do task 1. Read the text silently and find new words. We have 1 minute for silent reading. We learn new words. Number 1, fainting. Number 2, lie flat. Number 3, revive. Number 4, minimize. Number 5, sterilizing. Number 6, elevate. Number 7, overheat. Number 8, affected. Number 9, ease. Number 10, tissue. Các bạn thực tập đọc từ và viết từ mới vào tập. Trong bài đọc hôm nay có xuất hiện cụm từ so a to. Các bạn cùng tham khảo 4 ví dụ sau. Number 1, cool the burns immediately so a to minimize tissue damage. Hãy làm mát vết bỏng ngay lập tức để giảm đến mức tối thiểu sự thiệt hại mô. Các bạn thấy sau so a to ta dùng verb be. Number 2, we should stay at home so as not to be affected with coronavirus. Chúng ta nên ở nhà để không bị nhiễm virus corona. Number 3, he studied hard in order to pass the final exam. Anh ấy học chăm để đậu kỳ thi cuối. Chúng ta ôn lại in order to cộng với verb be ở bài số 5 ta đã học. Number 4, Mr. Rin got up early this morning in order not to come to the meeting late. Ông Rin thức dậy sớm sáng nay để không đến cuộc họp trễ. Như vậy ta thấy trong 4 ví dụ trên, sau so a to, in order to, ta dùng verb be. Dạng phủ định, so a not to, hoặc in order not to, cộng verb be. Các bạn nghiên cứu cho cô 4 ví dụ, chép 4 ví dụ vào tập. Và chép công thức vào tập, học thuộc công thức cho cô. We move on task 2. Read the text silently and do the true phone quiz. Ở task 2, các bạn đọc bài text, sau đó làm true phone quiz. Các bạn có 2 phút cho việc đọc bài text. In task 2, we have 4 statements. We read 4 sentences carefully and give your answer. Như vậy, ở task 2, các bạn có 4 lời phát biểu. Chúng ta đọc kỹ 4 câu này và đưa ra đáp án của các bạn. Các bạn có 1 phút để trả lời. Now, let's check the key. Number 1, we shouldn't let the victim get cold when he or she has a fainting. It's true. Chúng ta không nên để nạn nhân bị nhiễm lạnh khi anh ấy hoặc cô ấy bị ngất. Number 2, we should give the victim some food or drink when he or she has a shock. It's false. We correct. We shouldn't give the victim some food or drink when he or she has a shock.
Chúng ta không nên cho nạn nhân một ít thức ăn hoặc thức uống khi anh ấy hoặc cô ấy bị choáng. Number 3. We must cover the burn area with a sterile resin. It's true. Chúng ta phải bao phủ cái vùng bị bỏng với gạc tiệt trùng. Number 4. We must cool the burns immediately so as to minimize tissue damage. It's true. Chúng ta phải làm mát vết bỏng ngay lập tức để giảm đến mức tối thiểu sự thiệt hại mô. Các bạn check đáp án và viết đáp án vào tập. Sau đó các bạn đọc lại để hiểu bài. Now we move on task 3. Read and choose the correct case for each of the following treatment. We have three cases: fainting, shock and burns. Ở task 3 các bạn đọc và chọn những trường hợp đúng cho mỗi cách chữa trị sau. Trường hợp thứ nhất là bị ngất, trường hợp thứ hai là bị choáng hoặc bị sốc, trường hợp thứ ba là bị bỏng. Các bạn đọc kỹ những câu A, B, C, D, E để chọn cho đúng. Các bạn có một phút để làm bài tập này. Now here's the key. Trường hợp A, fainting. Ta có 3 đáp án là câu A, câu C và câu E. Vậy khi gặp trường hợp bị ngất, chúng ta có thể sơ cứu như sau. Nạn nhân không nên ngồi hoặc đứng. Đầu của nạn nhân nên được đặt dưới mức của tim. Khi mà nạn nhân tỉnh dậy thì nạn nhân nên được uống một tách trà. Trường hợp thứ hai là trường hợp bị choáng, bị sốc. Ta chọn đáp án B. Nạn nhân không được uống rượu hoặc bia. Trường hợp thứ ba là bị bỏng. Ta chọn đáp án D. Bạn nên làm giảm cơn đau bằng túi chườm nước đá hoặc túi chườm nước lạnh. Các bạn check đáp án và ghi chú những đáp án này vào tập. Vậy qua bài học ngày hôm nay, các bạn đã biết cách sơ cứu khi gặp trường hợp bị ngất, bị choáng hoặc là bị bỏng. Vậy cô mong là các bạn sẽ áp dụng kiến thức này vào trong thực tế cuộc sống. Chúng ta vừa mới hoàn tất phần read của bài số 9. Vậy các bạn về nhà học từ mới thuộc lòng, đọc lại bài test nhiều lần và có thể là dịch ra tiếng Việt để hiểu thêm. Chúc các bạn học tốt!